Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình anh em nha. Thì trước màn hình tất cả các anh em, đây là giao diện của con game T-Win68 thuộc dòng hệ thống nhà Win68, cùng với sự đồng hành của ba con game của nó là con game E-Win này, K-Win và E-Win anh em nhé. Thì về con game này thì thật sự là nó ra mắt cũng khá là lâu rồi, ra mắt cũng 3-4 năm rồi anh em ơi. Nói chung là về cái độ uy tín này và cũng như là cái độ hot của nó thì thật sự là nó cũng ngang với những cái con game web ha, hay là những cái con game app khác. Nói chung là cái độ uy tín hay là những cái gọi là bề ngoài đấy anh em thì nó sẽ ngang nhau, nhưng mà thật sự là cái chất lượng thì chúng ta phải đánh vào bên trong chứ anh em. Đấy, ví dụ như là phần sự kiện này, ưu đãi mỗi cái tuần này anh em, thì con game này thì nó sẽ có ưu đãi mỗi tuần anh em nhé. Nói chung là vào thứ bảy mỗi tuần thì nó sẽ có ưu đãi cho anh em đấy. Ok, và chắc có lẽ là mình cũng sẽ vào giao diện của con game tài xỉu để cho anh em có thể thấy một cái giao diện thì với sự tối ưu hóa tính năng thì thật sự là con game này là chơi khá là dễ luôn. Đấy, những cái tính năng này nọ là nó tối ưu hóa hết rồi anh em ơi. Ok, và nói chung là video của mình thì không có ý tuyên truyền hay là khuyến khích anh em phải chơi chung hay là chơi cùng mình hay gì cả anh em ơi. Nói chung thì nếu mà anh em nào có muốn đam mê ấy, có sự trải nghiệm ấy, có thích sự trải nghiệm thì anh em có thể là nhắc về những thông tin chi tiết mà mình để ở phần comment ha, để anh em có thể vào đó trải nghiệm chung với mình nhé. Ok, thì chúng ta sẽ vào phân tích hình cầu luôn. Thì này là một cái hình cầu mới và nó chỉ mới có 3 tay tài thôi. Đấy, nói chung là mới có 3 tay tài thì chắc là mình sẽ lựa chọn phương án đánh gấp và mình đánh về xỉu anh em nhá. Mình sẽ đánh tay này là mình sẽ đánh về xỉu luôn. Ok chưa? À, thì về con game tài xỉu của hệ thống Win68 ấy thì nó sẽ có cái gọi là tính năng là cân bằng tố ha anh em. Cân bằng tố là gì? Cân bằng tố là cân bằng tố giữa tài và xỉu của hai bên ấy anh em. Ví dụ như nó có sự chênh lệch về tiền thì nó sẽ chia cái phần chênh lệch đó về cho người chơi, còn lại thì nó sẽ cân bằng hai bên. Đấy, nên là đôi lúc thì tính năng này nó sẽ khá là vui, nhưng mà đôi lúc thì thật sự là nó cũng khá là phiền đấy anh em. Đấy, ok chưa? Thật ra là nó có điểm tốt và điểm xấu. Đấy. Ok, thì tay này mình vào tay xỉu nữa, 4 lít. Ok chưa anh em ơi? Nói chung là mình nói rồi, ngay từ đầu thì nó về cái hình cầu kiểu là 4 cầu tài như thế này thì khả năng thì anh em cứ đánh về cầu xỉu để đánh gấp, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh đứng ở cầu xỉu luôn anh em nhé. Thì nó ra cái gì thì chúng ta đặt vào cái đó, bởi vì chúng ta được một cái tay lót 4 cầu tài ở phía trước đấy anh em, thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đánh đứng để cho nó hiệu quả hơn nhé anh em. Nói chung là nó tối ưu hơn. À, thì về những cái gift code của game ấy thì thật ra là nó cũng nằm ở trong cái những cái thông tin chi tiết mà mình để ở phần comment luôn. Có một cái group tele thì anh em có thể vào đó để trò chuyện này, tán ngẫu này, và cũng như là có thể là những cái thông tin về game luôn đấy, những như là cái gift code hay này nọ, những cái ưu đãi thì nó sẽ thông báo ở trên đó. Đấy, ok chưa anh em? Giờ thì mình sẽ tiếp tục vào con xỉu này 2 lít anh em nhé. Nói chung là hình cầu này thì mình sẽ phải đánh khá là cẩn thận và đánh tỉ mỉ ở giai đoạn đầu luôn đấy anh em. Ok, mà cầu này thì mình vào 2 lít nhưng mà nó theo như hệ thống cân bằng tố thì nó trẻ về 2 lít cho mình. Nói chung là cũng khá là vui, mình né được một tay về tài. Thì cầu này thì tiếp tục mình sẽ bay sang để mình bú về con tài này anh em nhé. Mình bú về con tài này xem thử là có về không. Mình cũng chỉ vào 2 lít thôi, chúng ta cứ đánh chậm chậm thôi. Vốn hôm nay thì mình mang vào là tầm là 4 củ anh em ơi, thì mình cũng chỉ đánh nhẹ nhàng lên tầm 5 củ thôi. Thì chúng ta đánh cứ từ từ bình tĩnh thôi. Ok chưa anh em ơi, chúng ta là lại tiếp tục thêm một tay này 2 lít này. 2 lít thì như thế này ấy, thì mình lại tiếp tục về con xỉu, bởi vì sao anh em nhìn cho mình nhé. Ở trong cái cầu gấp khúc này anh em thấy con 13 về con 12 không? Thì nó cũng khá là tương tự như con 14 về con 12, tức là khi con 12 có dấu hiệu là cái đường cầu gấp khúc đi xuống thì nó sẽ có khả năng là về xỉu cao hơn anh em nhé. Thậm chí là cầu này có khả năng là cầu 22 đấy anh em, nên là mình cứ đánh về xỉu tiếp, xỉu trước cho mình đi. Ok, không sao nhé. Nó có đi ngang đi chăng nữa thì vẫn đánh về xỉu cho mình. Chúng ta vào tay này 4 lít tiếp tục cho mình đi. Một cái hình cầu mà mình nói chung là cầu này thì mình đánh cũng cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn không thích chơi cái cầu này so với những cái hình cầu mà nó kiểu là cầu 11 hay là cầu 22 đấy anh em, hoặc là về cầu bệt đấy. So với cái việc là đi cầu 42 hay là cầu 33 hay là cầu 32 hay chẳng hạn, mình không thích những cái cầu này cho lắm, nên là có thể là khả năng truyền đạt của mình khi là mình chơi những cầu này ấy nó sẽ hơi thiên hướng ha. Hơi thiên hướng là mình sẽ đánh theo kiểu an toàn chứ không phải là thuật toán anh em nhé. Nhưng mà mình thì mình vẫn sẽ phân tích các yếu tố như là kỹ thuật nè,
về những cái đường kỹ thuật ha, phân tích kỹ thuật này, hoặc là những cái đường cầu hình cột này ấy. Đó là những cái mà đơn giản và cũng như là cơ bản nhất để chúng ta có thể là phân tích để chúng ta chơi nó một cách hiệu quả hơn anh em nhé. Ok chưa? Tay này thì lại tiếp tục là lãi về con xỉu này. Và ok, tay này thì mình sẽ không đánh về con tài đâu anh em nhé. Mình sẽ đánh tiếp tục ở con xỉu để mình đi một tay là cầu 33 luôn. Bởi vì những cái hình cầu hay là những cái thuật toán của con em tài xỉu khi mà nó chuyển cầu anh em, tức là xong cầu 32 rồi, nhưng mà nó vẫn sẽ không gọi là sẽ kết thúc liền, mà tức là nó vẫn sẽ đẩy vào một cái thế thuật toán nào đó mà nó hợp lý nhất. Ví dụ như trong cái trường hợp này thì cái thuật toán của nó có thể là cầu 33 thì nó sẽ về cầu 33 luôn để đáp ứng cái hình cầu phía trước anh em nhé. Đấy, anh em thấy mình nói có chuẩn hay không nhé. Ok, và chắc có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video ở đây, và cũng như là ngưng với mức lãi là một củ anh em nhé. Nói chung là vốn thấp thì mình cũng đã đưa cho anh em rất là nhiều về những cái phương pháp lãi rồi, bảo toàn vốn rồi này nọ rồi, nên là anh em cứ xem trong những video trước của mình ha. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé. Chúc tất cả các anh em ngày mới thật là vui vẻ và cũng như là tràn đầy năng lượng. Thì anh em rảnh thì anh em cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để cho mình có thêm những cái động lực mình làm tiếp những video hay nhất cho anh em xem nhé. Ok, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau nhé.